Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay là một ngày trời mưa rất lớn, rất là lớn luôn. Ở chiều có mưa lâm râm nhưng mà mưa tầm cỡ 6 bây giờ là hết mưa rồi. Hết mưa xong nãy tầm khoảng 9 giờ đó là cơn mưa lại xuất hiện. Vừa lúc Thu Phương cũng vừa mới ra đây là bắt đầu mưa lớn. Ào 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 ào. Hôm nay cũng có mặt của Minh Tiết và Thu Phương. Đó, hôm nay trời mưa là nói chung là buôn bán ai cũng sụm nụ hết rồi cả nhà ơi. Hồi nãy khách cũng rất là đông nhưng mà trời mưa là khách đã về hết rồi. Đó, tình hình cái Diên Kiên là sụm nụ luôn. Đó, còn sẽ quay khung cảnh cho mọi người xem tại quán. Trời mưa ai cũng vô trong nhà để trú mưa. Để còn gặp mẹ của Diên Kiên để hỏi nè. Mẹ ơi! Hôm nay buôn bán sao rồi mẹ? Mưa lớn quá con ơi, nay xu rồi. Xu rồi hả? Xu cà na hả? Xu cà na rồi. Rồi mưa. Đúng rồi. Mưa ai cũng buôn bán buồn hết mẹ ơi. Giá ra tận mưa khách lại kéo bán hơi để cho đỡ đi con. Đúng rồi. Đó ai được xem được cái clip của mẹ cô Phương á, xem clip này của con á thì có thể ra quán ủng hộ cho cô Phương hay là có thể đặt qua Shopee Food nha. Tại giờ quán đã có Shopee rồi nha, mọi người có thể đặt ủng hộ cho cô Phương qua Shopee cũng được nha. Đó, mẹ cô Phương ngồi đây nãy giờ ngồi cầu trời cẩn Phật. Cầu trời cẩn Phật cho tạnh mưa đi. Đúng tạnh rồi, để buôn bán cho nó thuận lợi. Một hơi là hết ngay. Tại vì trời mưa ai cũng buôn bán cũng hơi khó khăn, đâu có ai đơn giản đâu mà. Lạnh như là bão gì đó con ơi. Đúng rồi, dạ, ổng gài mưa hoài luôn mà. Bão á, dù không gài cũng là mọi người cũng cầu mong rất là cố gắng để cho không có mưa nữa, để người dân nó buôn bán để kinh tế nó ổn định chứ. Giờ kinh tế cũng suy thoái mà cứ mưa hoài khổ càng thêm khổ. Mưa là của trời làm sao giờ. Đúng rồi, nói chung người dân thì phải chịu thôi, chỉ biết ngồi niệm Phật cầu mong rồi nói chung mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái này giống như đánh bài một chiếc hai bù. Đúng rồi, phải không? Một chín thì mình ăn còn bù là luôn luôn. Đúng rồi, thu là úp bài đúng không mẹ? Úp bài luôn. Đó. Để chịu thôi. Nó chứ chợ ông trời mà trời mưa bất thường con ơi. Ông bà chạy Phật độ là hơn. Đúng rồi. Phải không? Nói chung tiền hôm nay mình kiếm được thì mai mình kiếm được đúng không? Mình có sức khỏe đúng rồi. Khỏe là mừng. Đó. Đúng rồi. Mà chứ không có bao nhiêu đó thôi, bữa nay không có, ngày mai sẽ có. Đúng rồi. Như vậy mà chị cho mẹ chị trông mong sao cho sức khỏe mình thoải mái hơn. Đúng rồi, mẹ Thu Phương đồ với mọi người nhân viên trong quán ai cũng được tốt. Đúng rồi. Đó. Chỉ có vậy thôi. Trời giá cho chạy mua cho khách trời một hơi đi, bán cũng đỡ. Đúng rồi. Nãy giờ mẹ thấy mưa gì lâu chưa mẹ? Mưa này chắc cỡ nửa tiếng, một tiếng gì đó. Trời ơi con ơi, chứ sao giờ mình muốn bán mà có lúc này lúc khác, phải không con? Lúc mình nắng lên thì mình lấy lại. Nó bán lấy lại đúng rồi, nó bán lẹ hết. Lấy lại lẹ hết, lúc mà mưa mình phải chịu thôi. Đúng rồi. Con cái gì cũng vậy. Mưa mình ăn cơm còn đổ mà, phải không con? Cảm ơn. Đúng rồi, trời mưa thì đâu ai muốn đâu. Đúng rồi, không chừng tạnh mưa cái nó vô ào đỡ. Nói chung người kính không bằng trời kính, nó vô ông trời nó cho mình cỡ nào mình cũng bán được. Đó, nãy giờ mẹ cũng ngồi ở đây ngồi chơi hóng người này người kia cũng hóng mau hết mưa. Dạ đúng rồi buôn bán thì ai cũng cầu mong như vậy. Rồi. Chúc mẹ nhiều sức khỏe nha. Mẹ không biết nói gì hơn phải không? Rồi, đúng rồi. Còn hơn gì mẹ nói nữa không? Không có gì nữa hết. Rồi. Cầu mong tạnh cho cách vô bán một hơi đi con. Đã. Rồi. Không bánh nổi đâu. Không hơn đi đâu rồi mẹ? Trên đầu dưới này em dẹp trên đâu á. Chắc luôn. Đó, bây giờ Khu Phương, Lâm cũng có mặt ở đây. Và mọi người nhân viên trong quán. Đó, bây giờ Phú Trường cũng đang phục vụ cho khách. Cầm dù che khách, bưng đồ cho khách. Còn quán bánh lăng đối diện thì cũng sụm theo luôn. Đó, trời mưa thì ai cũng phải khó khăn như ai thôi. Đó, không biết bên khu vực của mọi người có mưa không chứ là ở quận 10 mưa rất là lớn luôn cả nhà, mà mưa từ nãy tới giờ luôn. Phú Trường. Nãy giờ mưa quá, buôn bán có cực khổ không? Có vất vả không? Nãy giờ buông chưa rất là vất vả. Giờ vất vả thì nói chung người ướt sẩm đây nè. Ướt sẩm á. Nên nãy giờ anh đứng gần em anh thấy có mùi là đúng rồi. Trời ơi, mùi gì? Mùi thơm của em phát ra. Đúng không? Anh nói hợp lý không? Nhưng mà ý là
Con không biết nói sao hết trơn á, nửa vui nửa buồn mọi người ơi. Tại ủa, có vui nữa tắm mưa. Vậy dẹp cái vụ này đi để đi cắm mưa đi. Đó là vui, còn buồn là em cũng không biết chứ nói sao nữa. Buồn là buôn bán không được là buồn đúng không? Dạ. À, anh tưởng mưa buồn ngủ chứ. Ê, anh sao nói thiệt quá vậy? Thấy không? Em vô trong ngủ đi. Rồi bảo đảm quán mà xem được cái clip này là khu trường chuẩn bị lên ký kênh mãn kim điểm nha khu trường. Chuẩn bị hà anh kiểm khu trường nha. Đó, giờ phú trường phải phục vụ khách, che cho khách. Đó, phú trường là một nhân viên rất là ưu tú trong quán nha. Chuẩn bị ấy là cũng buồn thiệt á. Buồn ngủ hả? Em ngủ đi, mà anh kêu em dậy cho, ngủ đi. Ngủ đi xem anh kêu em dậy. Thôi giờ Hưng thì đứng kế bên. Không thì chung mèo. Tới công chuyện luôn, rồi chào chị nha. Rồi giờ Hưng bữa nay mưa gió rồi em buôn bán sao em? Ai khóc cho đổi đâu này. Đây là những chị cái hành động quen thuộc. Chị đang mặt khóc mặt cười á mọi người. Lúc mà ế ở cái gốc cây Gia Hưng cũng làm vậy á. Ủa sao cái này khóc hay gên vậy? Sao nghe giống gên vậy? Chính lại đây là cái gốc cột của chị Gia Hưng nha mọi người. Nó nghe nè, cái gì vậy má? Gốc cột mà để cái chị đâu hoài. Cái gên là cái khác. Ấy là hồi đó Gia Hưng ở gốc cây cũng khóc vậy phải không? Gốc cây gì vậy trời, làm nói gì vậy? Ủa mà em nhớ có cái đợt mà chị cầm cái nón chị ra gốc cây cho đứng rồi. Hello mọi người nha, hello mọi người. Trên kênh Toàn Vlog. Hello mọi người. Hello mọi người đang coi kênh của anh Toàn Vlog nha. Thì anh Toàn Vlog mà nếu anh Toàn không có dẫn ghệ ra chơi hả? Không, bữa nay mưa gió để bạn gái nhà. Nói đàng hoàng nha, Toàn Vlog á. Nói mày bậy anh Vlog luôn á. Cái gì mà dung cái mặt người ta bự quá vậy? Không, Gia Hưng lúc nào cũng đặc biệt mà. Mọi người muốn nhìn con mắt của Gia Hưng. Không cần Gia Hưng phải nói chuyện, chỉ cần được nhìn mắt Gia Hưng. Mọi người thấy không? Đây nè, đây là cái cột của chị Gia Hưng. Nãy giờ này chị đu, chị múa cái cột. Cái cột. Ủa đây cái cột nó đứng luôn trời. Cái này chưa nè. Hôm nay cái gì? Su rồi mọi người ơi, hôm nay mua là su rồi, bán không? Đừng có dung bự quá. Em đang dung nhỏ lại. Ờ, phú trường rất là tốt nha cả nhà. Phú trường đang dung nhỏ lại. Nói chứ phú trường rất là thương chị em luôn. Thì hôm nay là em cũng cảm ơn mọi người. Ồ, hôm nay là bán hả? Nói chung là bán cũng lai gai, nhưng mà bây giờ mọi người thấy không? Cũng còn nhiều lắm. Thì mọi người có thương em thì mọi người thương Thu Phương luôn. Hoặc là thương cái cộng đồng của LGBT của tụi em á. Thì mọi người nhớ ra ăn ủng hộ giùm cái viên chiên cho tụi em nha. Tại địa chỉ là 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10 nha mọi người. Và mọi người nhớ đăng ký kênh của anh Toàn Vlog nè, anh Lâm Ava nè, Thu Phương cái viên chiên và VV cái viên chiên. Và anh Thảo Sài Gòn Vlog, những gì lại có cái kênh gì á. Kênh VV show rồi, VV bán kênh rồi. Gì VV bán kinh này hả? VV bán kinh này hả? Lâm nói. À, cái anh gì hiền hiền nữa. Cái Lô kênh. Tô ngôi sao Việt đó. Ờ đúng rồi, Lô Tô ngôi sao Việt. Anh Lộc nữa, ủng hộ kênh ảnh giùm em nha mọi người. Đó, cảm ơn mọi người. Hôm nay là vui ai cũng vui vẻ ha. Đúng rồi. Chờ trăng lên cho trong ai chiếu sáng. Nay nói chung là nhân viên rất là vui. Nhưng mà cũng buồn. Là bữa nay chơi mưa. Nói chung là mình bây giờ cũng tạm mưa rồi, thì một lát Gia Hưng nghĩ là tạm mưa thì mọi người sẽ ra ủng hộ nha. Đúng rồi. Nói chung người... thì Gia Hưng cũng ít nói lắm, không có dám nói nhiều. Là Gia Hưng đã bị phụ tình hết một lần rồi. Ai phụ tình Gia Hưng có thể nói thẳng ra luôn không, không Gia Hưng? Ai phụ tình em thì mọi người cũng biết rồi, hồi xưa em... Ghê em ạ. Nói chung là em diễn cho vui thôi nha mọi người. Nói chung là em nói hẳn trên đây luôn là hồi xưa giờ anh Toàn chỉ coi em như là một người em gái trong xóm thôi. Anh Toàn luôn nào cũng mà trong khi Gia Hưng lớn còn mà em gái. Cái gì? Gia Hưng lớn luôn còn mà. Toàn sinh năm nhiêu? 92. Giờ hơn 95 mà. Cái đó 95 mà bao năm á? 95 tuổi con heo mẹ. Toàn lớn hơn Gia Hưng 2 tuổi, 3 tuổi mà. Con heo thì gì thấy con heo quá. Coi phim con heo luôn. Ủa cái miệng làm vậy này quá trời quá. Trời cái miệng nó mà kỳ cục quá vậy trời. Chán ghê á. Thì mọi người ơi. Thì nói giỡn cho vui vậy thôi nha. Nãy giờ cũng xong rồi. Tại vì á Gia Hưng tại bữa giờ rất là ít khi quay được Gia Hưng. Tại vì Gia Hưng lúc nào cũng bận chiên. Không chẳng hạn bận. Tao cái cam ở đây mà. Ý là giống như bận đi, bận rồi tụi em mới giống như là em bận á thì giống như có công việc cho em làm thì khách vô mới bán được. Chứ em không bận là xu á mọi người. Đó. Đó hết mưa rồi kìa, cũng mong là khách vô nha. Không, em thấy chị cũng bận mà. Hả? Em thấy chị cũng bận mà. Không lát bận khách không vô. Không bận đu cột.
Rồi. Mấy giờ chị bỏ tiền luôn ra đi, chị nó nghe nè, ở đâu mà đi. Tự nhiên lợi quá trời vậy kìa, coi kìa, hai ba người vậy. Thì chúng tôi là khách hàng. Đúng rồi. Em là cũng là em là một nhân viên và cũng là một khách hàng tại xe cái chi này, nhưng mà chị Dơ Hân có đuổi tụi em là tụi em đúng rồi. Gì giờ? Không biết tôi sẽ được phép ra về tại ngày hôm nay. Rồi. Chúng tôi xin phép ra về và xin phép giữ quyền im lặng. Kỳ viên và Minh Triệu, tạm biệt mọi người. Rồi, bye bye nha hai em. Đi vui vẻ nha hai em. Đó, hai em đó đi vui vẻ luôn rồi. Dơ Hân nói em làm gì để cho hai em đó bỏ đi luôn. Nói chung là tụi em giỡn cho vui thôi, chứ ra cứu trường với lại bé Minh nó cũng hiền lắm mọi người. Thì mọi người giúp em giỡn. Đó, bữa nay không thấy Dơ Hân giới thiệu cái địa chỉ quán luôn á. Địa chỉ quán hồi nãy em đọc rồi, 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10 đó. Người ta comment kêu Dơ Hân đọc 10 lần kìa. 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. 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 Đó, đúng 10 lần, Dơ Hân đã đọc đúng rồi. Đó, mọi người có yêu cầu gì nữa không? Ông ta kêu Dơ Hân lộn mày một cái đi, tao mua cho 1 triệu. Rồi nha, em lộn mày mua 1 triệu phải không? À. Rồi tránh ra. Rồi Dơ Hân sẽ thử khách lộn mèo nha. 1 2 3 Phan để kịp lộn mèo. Dơ Hân có tranh chối gì không? Cái gì vậy? Lộn mèo thôi mà căng quá gì? Lộn mèo lắm như muốn gì. Đó, Dơ Hân sẽ là một nhân viên rất là xuất sắc và lương thiện. Đó, có gì quán mà phải làm những điều. Ông ơi đừng mà Dơ Hân. Dơ Hân còn lấy vợ nữa. Đi chung về. Rồi lên lầu lãnh chịu Dơ Hân ơi. Lên lầu lãnh chịu. Ai kêu lãnh chịu? Ông Phương. Rồi nha mọi người đó. Nói chung là nãy giờ em giỡn cho vui thôi. Thì mọi người thương em, thương Du Phương nè. Và thương các bạn cũng trong cộng đồng GPT. Thì ra đây ăn ủng hộ dùm cho tụi em nha. Đó hai chị em nè. Bé Minh vô đây nè em. Trời nó ăn hoài vậy trời. Trời cái gì mà ăn dữ vậy trời. Trời sao người chị sao nhỏ vậy hai người em. Ủa, tại vì mấy em dạo này phát triển lớn. Em là qua đợt rồi. Giống bánh mì chập thịt đó. Bánh mì chập thịt là gì? Kẹp xúc xích. Bánh mì kẹp xúc xích đó là hai em, hai miếng bánh mì áo giống như nè. Ba nè, mẹ nè, đứa con. Trời ơi. Vậy là ba mẹ con á. Ai ba, đây ba. Đây con. Rồi, hết. Bye bye mọi người nha. Bye rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Dơ Hân, Minh với Phú Trường nha. Đã bỏ một chút thời gian để lên clip của Còn nha. Đó, Còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem cho Còn một like, một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh Còn Vlog nha cả nhà. Bye bye.